Các bạn thân mến, Samsung thì là một nhà sản xuất lớn và không ngờ gì khi cùng với Apple thì họ đã mang đến cho thế giới di động của chúng ta những sản phẩm rất là sáng tạo và xứng đáng được ca ngợi, như những chiếc Galaxy Note 9 gần đây là một ví dụ. Đằng kia có Note 9 nhưng mình không thích cầm. Hay đầu năm nay là bộ đôi Galaxy S9 và S9 Plus đều được coi là những đối thủ nặng ký nhất của iPhone X hiện nay. Tuy nhiên thì không phải đến những chiếc Galaxy S hay là Note xuất hiện trên thị trường thì Samsung cũng đã có được một sự chú ý trên bản đồ di động từ rất lâu rồi. Và xuyên suốt cuộc chiến với Apple thì Samsung cũng đã có được một bộ sưu tập những sản phẩm sáng tạo bậc nhất của họ, ngay kể cả là những chiếc iPhone đầu tiên chẳng hạn. Và nếu như các bạn có nhu cầu muốn tham khảo các dòng sản phẩm đến từ hai nhà sản xuất lớn di động hiện nay, đó là Samsung và Apple, thì có thể click vào đường ngay đường link bên dưới phần mô tả của video này để đến với Clickbuy nhé. Thì các bạn cũng đã biết thì iPhone thì được ra mắt cách đây khoảng 10 năm, là một ví dụ cho thấy là Samsung từng có cơ hội tiêu diệt được Apple là như thế nào. Bởi ngay sau đó thì công ty Hàn Quốc đã ra mắt ngay lập tức một mẫu điện thoại được xem là đối trọng đối với iPhone tại chính thị trường quê nhà Mỹ. Đó chính là mẫu Samsung Instinct, một thiết bị được cho là hấp dẫn người dùng bậc nhất tại cái thời điểm mà nó được ra mắt. Điều thú vị là Samsung Instinct không được nhận biết như một chiếc điện thoại smartphone thực thụ, chủ yếu là nó không được sử dụng hệ điều hành cũng như là các cái tính năng liên quan đến phần mềm có rất hạn chế, kể cả là vào cái thời điểm khi mà nó được ra mắt. Thay vào đó là chiếc điện thoại này được biết đến nhiều hơn như là một chiếc điện thoại tính năng được vinh danh với nhiều yếu tố khách quan chẳng hạn, thậm chí là về mặt thẩm mỹ. Hay thậm chí hơn thì chiếc điện thoại này còn bị coi lập tức là một bản sao của chiếc iPhone cùng với thời điểm đó, bởi vì thiết kế bo cong bốn góc cùng với mặt trước được ngự trị bởi màn hình cảm ứng được đánh giá lớn trong cái thời điểm ra mắt chẳng hạn. Và chính vì thế mà Samsung đã sử dụng iPhone để làm nền cho chiếc Instinct ngay từ những ngày đầu tiên nó được ra mắt. Và thông qua hàng loạt những cái chiến dịch quảng cáo chọc ngoáy, đá đều hay là xỏ xiên đủ cả, thì những tấm biển với dòng chữ ghi rõ là iPhone Killer đều được quảng cáo cho Samsung Instinct. Dĩ nhiên là Samsung có quyền tự hào với chiếc điện thoại của mình, thực sự là nhanh hơn khá nhiều về mặt. Đó là một mạng 3G CDMA nhanh hẳn so với kết nối 2G EDGA của iPhone. Bên cạnh đó thì các camera của chiếc Instinct cũng có khả năng quay video khá ấn tượng bằng camera sau của máy, cùng với nhiều tính năng chia sẻ mạng xã hội đều có đủ. Và nó sẽ ăn đứt chiếc iPhone đầu tiên khi không có cả cái tính năng quay video. Ngoài ra thì Samsung Instinct còn tích hợp cả GPS, cho phép tìm kiếm khá chính xác những cái vị trí cùng những cái ngã rẽ, hoặc là thiết thực hơn là cái việc cho phép tải về máy. Đây là những cái điểm mà iPhone khi đó còn rất yếu và rất thiếu. Chiếc điện thoại này còn có khả năng tháo rời vỏ, giúp không ít người dùng có cảm thấy bí bách thay vì cái kiểu khối lạ lẫm trên chiếc iPhone nữa. Và như đã đề cập ở trên thì có thể mang đến cái thành công cho chiếc Instinct thì Samsung đã không ngừng spam quảng cáo ở khắp mọi nơi, everywhere. Nhưng mà rõ ràng là Samsung có lý do lẫn lợi thế riêng của họ, như là tốc độ mạng này, cho đến hỗ trợ thẻ nhớ hay là camera có thể quay video, vân vân. Điều này thì đã giúp cho Samsung có được một vị trí, một lợi thế về doanh số trong ngắn hạn trước khi mà chiếc Instinct của họ bị đánh bại hoàn toàn bởi người kế nhiệm iPhone 3G. Dù sao thì khi nhìn lại thì đây cũng có thể coi là một kết thúc đẹp đẽ cho chiếc điện thoại này. Hay nói đúng hơn là Samsung đã từng có thể tiêu diệt được cả thế iPhone chỉ với một thiết bị như vậy. Nhưng đến bây giờ thì bài toán tìm được lời giải mang tên iPhone thì lại thực sự rất khó, bởi vì là chưa có nhà sản xuất nào tìm ra được lời giải cả. Okay, vậy là vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến với các bạn cái chiếc điện thoại mà đã được coi là đã từng đánh bại iPhone của nhà Apple. Và bạn nghĩ sao hay đánh giá như thế nào về chiếc Samsung Instinct này thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và chờ mong một ngày nào đó Samsung có thể đánh bại Apple, hoặc là có một nhà sản xuất di động nào khác có thể đánh bại và giải mã được cái bài toán mang tên là iPhone. Ok, bye bye.